Với phương châm ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã luôn tích cực triển khai phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập hợp công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn để bảo đảm công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nhiều chương trình, phong trào, hoạt động được triển khai thực hiện đã phát huy vai trò, sứ mệnh của tổ chức công đoàn. Bản thân cảm thấy rất là vui và được tham gia cái hoạt động này thì để được gặp gỡ tất cả những cái đoàn viên trong thành phố và cảm thấy đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và rất là mong muốn là hàng năm liên đoàn tiếp tục tổ chức những cái hoạt động như thế này để cho tất cả các cái đoàn viên người lao động trong thành phố được có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau. Tôi cũng thấy là rất là phấn khởi, rất là hạnh phúc vì được liên đoàn lao động thành phố quan tâm đến đời sống, đến đời sống của nhân công nhân, các công nhân viên chức. Thực hiện chủ đề năm 2024 tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Các cấp công đoàn thành phố không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để thiết thực hơn, hiệu quả hơn nữa, hướng về cơ sở vì lợi ích đoàn viên người lao động, qua đó phát huy vai trò sứ mệnh của mình là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động và khẳng định không có tổ chức nào ngoài công đoàn xứng đáng là đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động. Trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn Lao động quận cũng đạt được nhiều kết quả rất là tích cực và nét nổi bật nhất nữa là cũng đã thành lập được các nghiệp đoàn tại các cái đơn vị, các trường mầm non độc lập tại các phường cũng như là nghiệp đoàn tại làng nghề đá và nghề non nước. Thì qua đó thì với những kết quả vận động như trên thì trong năm 2023 thì Liên đoàn Lao động quận Nguyên Sơn đã vượt chỉ tiêu để thành lập công đoàn và 6 tháng đầu năm 2024 thì Liên đoàn Lao động quận cũng đã vượt chỉ tiêu về thành lập công đoàn và nghiệp đoàn cũng như là phát triển đoàn viên hiện nay thì cũng đã đạt được 80% cái chỉ tiêu mà Liên đoàn thành phố đã giao. Trước cái thách thức của tổ chức công đoàn trong thời gian đấy, khi chúng ta hội nhập vào kinh tế quốc tế thì tổ chức công đoàn hơn ai hết phải đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động, đồng thời phát triển mạnh các cái phúc lợi để thu hút đoàn viên vào với tổ chức và ở lại với tổ chức công đoàn. Đó là mục tiêu đề ra. Thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố sẽ tập trung nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, góp phần tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm, là nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên và người lao động.